Chào cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại ngày số 3 chuỗi yoga trẻ hóa dành cho người trung niên và cao tuổi. Phận tin chắc rằng hai bài tập vừa rồi đã giúp cho cô chú anh chị cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn phần cổ vai gáy của mình. Và hôm nay chúng ta đi về chủ đề ngày số 3 là vấn đề về đau thắt lưng, đau thần kinh tọa. Vấn đề đau này, xương khớp này không riêng gì trung niên hoặc cao tuổi và hiện tại đang có xu hướng trẻ hóa rất nhiều. Nên không dành riêng cho những người lớn tuổi mà tất cả các bạn đều có thể tập luyện. Và hôm nay chúng ta bắt đầu cùng tập luyện với ổn nhé. Mời cả lớp đứng thẳng ha. Rồi mình đứng hai chân mở rộng bằng vai, hai tay xuôi theo thân. Rồi chậm rãi hít một hơi thật sâu, bụng căng tối đa nào. Thở ra rút rốn, bụng hóp chặt lại. Thả lỏng toàn bộ cơ thể của mình ra, thư giãn một chút xíu. Rồi chậm rãi hai tay của mình nâng lên cao, hít vào. Hai tay áp sát tai. Hạ xuống, thở ra nào. Rồi lên, hít vào. Hai tay áp sát. Hạ xuống, thở. Úp hai tay vào. Một lần nữa lên, hai tay hít vào. Hạ xuống, thở ra. Một lần nữa nâng lên, hít vào cô chú anh chị. Hạ xuống, thở. Những động tác này cực kỳ rất đơn giản, tất cả mọi người đều tập luyện được hết ha. Tất cả. Rồi nâng lên chút xíu nào. Nâng lên, hít vào một lần nữa. Hạ xuống, thở. Những động tác này rất đơn giản, chỉ cần lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại mỗi ngày mình sẽ thấy hiệu quả cực kỳ cao. Không cần những động tác mà cao siêu như trên internet các bạn đã hoặc là cô chú anh chị đã từng thấy ha. Không cần đâu ha. Mình chỉ cần tập nhẹ nhàng như những động tác đơn giản ổn hướng dẫn là mình cảm thấy thay đổi rất nhiều rồi. Hai tay lên cao, hít vào một lần nữa. Hai tay áp sát tai. Hạ xuống, thở. Lần cuối cùng lên, hít vào. Nâng cầm lên, hít sâu. Hạ xuống, thở ra. Rồi chậm rãi, hai tay lên cao, hít vào một lần nữa. Hai tay áp sát tai nào. Tay phải của mình ha, tay phải của mình nắm lấy cổ tay trái. Rồi chậm rãi ha, kéo căng tay lên. Rồi bắt đầu mình đưa chân trái của mình sang phải ra phía sau. Nghe cô chú anh chị. Rồi nghiêng sang phải chọn, nghiêng sang phải kéo căng nào. Kéo căng tay trái lên chừng nhà nghiêng sang phải. Lên, hít vào. Rồi tách tay của mình ra, hạ xuống. Rồi tay phải lên, hít. Tay trái nắm cổ tay phải, kéo sang trái. Kéo căng. Rồi đưa chân phải của mình ra phía sau nào. Rồi nghiêng sang trái chỗ, kéo căng nào. Đúng rồi, xoay vai mắt lên chừng nhẹ. Lên, hít vào một lần nữa nào. Hạ tay xuống, thở. Rồi hai tay lên, hít vào một lần nữa. Tay phải nắm cổ tay trái, kéo căng tay trái nghiêng sang phải nào. Rồi tay trái của mình chân trái đưa ra sau, kéo căng được cô chú anh chị. Cầm hướng theo vai trái, giữ ở đây 5 nhịp đếm nha. Nghiêng thêm chút xíu nào. Ôi, lên, hít vào. Hạ xuống, thở. Rồi đổi bên cô chú anh chị. Tay trái này mình nắm lấy cổ tay phải, nghiêng nè. Rồi chân phải của mình đưa ra phía sau, nghiêng sang trái nè. Xoay vai mắt hướng lên chừng nhẹ. Rồi lên, hít vào. Hạ xuống, thở ra. Rồi hai tay mình đặt lên eo nè. Rồi từ từ mình nghiêng đầu sang phải của chú chị. Nghiêng đầu sang phải, kéo căng nè. Lên, hít vào. Nghiêng sang trái nè. Lên, hít vào một lần nữa. Nghiêng sang phải, giữ đây. Giữ đây 5 nhịp thở nè. Cho nó giãn mềm phần cơ cổ bên trái. Lên, hít vào. Nghiêng sang trái, kéo căng nè.
Rồi lên hít vào. Rồi tay phải của mình nâng lên nào cô chú chị. Hai tay của mình song song. Đang năm ngón tay lại lực lòng bàn tay hướng về phía trước. Kéo căng tay. Rồi hạ xuống thở ra. Nâng tay của mình lên cao hít đánh căng tay. Ủng quay ngang cho cô chú chị thấy nha. Hạ xuống thở ra. Hai tay mình đang ra sau. Xoay vai căng tay đánh căng tay nâng cầm. Lên hít vào cô chú chị, hai tay ta đang phía trước. Lực lòng bàn tay phía trước nè. Nâng cầm. Hạ cầm xuống. Một lần nữa hạ xuống thở. Nâng lên hít vào cô chú chị đánh căng tay. Hạ xuống thở, hai tay ta đang ra sau. Xoay vai đánh căng tay một lần nữa nha cô chú chị. Đánh căng tay. Lần cuối cùng hai tay ta tách ra, hai tay ta đang lại. Lực lòng bàn tay hướng về phía trước. Nâng lên hít vào cô chú chị. Đúng rồi. Hạ xuống thở ra. Hai tay đang ra sau một lần nữa. Đánh căng tay ra. Đó. Nó kéo căng bờ vai của mình đó. Hơi hạ xuống nào. Ôi. Cô chú chị nâng lên nào. Tay phải của mình đặt lên. Tay trái của mình đặt lên khuỷu tay phải. Cầm hướng tay phải nào. Kéo căng tay ra phía sau. Đúng rồi, kéo căng tay ra. Thả lỏng tay phải của mình ra nào của chú anh chị. Nha. Kéo căng vô. Đẩy cái tay trái của mình vào. Đẩy vào. Giữ ở đây. Năm nhịp thở nào. Rồi hạ xuống thở. Rồi lên hít vào một lần nữa. Tay trái của mình đặt lên nào. Tay phải đặt lên kiểu tay. Kéo căng nào. Cầm hướng cái vai trái. Giữ đây năm nhịp thở nha. Hít thở đều. Rồi hạ xuống nào. Rồi một lần nữa hai tay lên cao nào. Rồi tay phải đặt ra phía sau, tay trái nắm lên cửu tay, lắc nhẹ. Rồi kéo sang trái nào cô chú anh chị, kéo sang kéo vừa thôi. Đó, mình kéo theo khả năng của mình. Giữ ở đây nào cô chú anh chị, giữ đây 5 nhịp thở nha. Hít thở đều. Rồi hạ xuống thở. Lên hai tay nào, tay trái đổi bên, tay phải nắm cửu tay trái. Kéo căng nào. Rồi tách tay của mình ra nè, hai tay hạ xuống. Nó giãn hết toàn bộ phần vai của mình nãy giờ. Rồi chậm rãi ha, mình đi bộ ở đây. Nhón gót chân đi bộ đây chút xíu nào cô chú anh chị. Đúng rồi, nhón gót chân đi bộ. Năm nhịp thở nha. Cho giãn mềm phần chân của mình ra. Rồi. Rồi chậm rãi nha, cái lần này mình kiện gót chân phải của mình lên nào. Tay trái của mình nâng lên cao, hít vào. Gót chân mình kiện lên. Tay phải của mình đưa ra sau lưng. Rồi từ đẩy hông sang trái, nghiêng sang phải nè. Kéo căng nè. Lên hít vào rồi cô chú anh chị. Hạ xuống thở, tay trái đưa ra sau. Tay phải của mình nâng lên, kiện gót chân trái lên. Đẩy hông sang phải nào, xoay vai mắt hướng lên chừng nhẹ. Lên hít vào nè. Hạ xuống thở. Rồi tay trái của mình lên một lần nữa. Kiện gót chân phải lên. Đẩy hông sang trái. Mắt hướng lên chừng nhẹ. Lên hít vào. Hạ xuống thở ra. Tay phải lên lần cuối cùng nào. Đẩy hông sang. Nghiêng sang nghiêng. Xoay vai mắt hướng lên chừng nhẹ. Nghiêng đi các bạn. Nghiêng đi cô chú anh chị. Lên hít vào. Hạ xuống thở, tay đưa ra sau, tay trái nâng lên. Kiện gót chân lên một lần cuối cùng, nghiêng sang phải. Xoay vai giữ đây nào, 5 nhịp thở. Lên hít vào nào, hạ xuống thở. Rồi tay phải nâng lên, kiện gót chân trái lên. Nghiêng sang phải nào, nghiêng sang trái, xoay vai.
lên hít vào, hạ xuống thở ra. À, cảm thấy rất là dễ chịu. Rồi tay phải của mình đưa ra sau nào. Tay trái của mình, tay phải nắm lấy khuỷu tay, tay đưa ra bụng của mình. Rồi bắt đầu mình nghiêng đầu sang sang trái nha. Kéo căng vai cổ về gáy. Lên hít vào nào, rồi đổ tay nào. Rồi nghiêng sang phải nào. Thở ra. Rồi lên hít vào, hạ xuống nào, hai tay đặt lên eo. Rồi nâng cằm lên hít vào. Kéo căng vào cổ nào. Hạ cằm xuống thở. Nâng cằm lên hít vào. Hạ cằm xuống thở ra. Một lần nữa nha cô chú anh chị. Nâng cằm lên hít vào, giữ đây 5 nhịp thở nào. Hạ cằm chạm xuống ngực, mắt nhìn về rốn thở. Rồi, từ từ ha, mình xoay người sang trái, hai tay lên cao, hít vào một lần nữa, hai tay áp sát tai của chú anh chị, rướng dài ngửa lên. Mình đánh ngực ha, người về trước, tay đánh ra sau. Rồi gặp người về trước nào cô chú anh chị. Hạ xuống nè, thả lỏng lưng của mình ra chung đầu gối. Thả lỏng lưng ra. Kéo giãn lưng của mình. Rồi chậm rãi nâng lên hít vào. Hạ xuống thở nào. Rút chân phải mình ra sau nào. Hạ đầu gối của mình xuống. Đúng rồi. Nâng của mình hai tay, tay đặt lên đầu gối. Hạ cấp háng xuống. Rồi hai tay hạ xuống sàn. Rút chân trái ra sau nè. Đẩy mông cao lên. Rồi rút chân phải về trước nè cô chú anh chị. Rồi hạ đầu gối chân trái của mình xuống. Hai tay đặt lên đầu gối. Ấn cấp hông của mình xuống. Hông của mình xoay về chính diện ha cô chú anh chị. Áp cái hông của mình xuống. Gót chân ha, lưu ý cho công uẩn là đầu gối và gót chân của mình thẳng hàng với nhau. Ấn cấp háng của mình xuống. Thẳng lưng của mình ra. Mắt hướng nhìn về một điểm phía trước. Đó, duỗi thẳng lưng, đẩy ngực của mình về phía trước nha cô chú anh chị. Ấn cấp háng của mình nó căng mặt đùi dưới. Rồi hạ xuống thở nào. Rút chân trái về giữa hai tay. Thả lỏng cổ với cái của mình này. Rồi lên hít vào một lần nữa. Hai tay của mình áp sát tai. Đẩy vai ra sau, đẩy ngực về trước. Nâng cằm. Hạ xuống thở, hai tay chấp trước ngực. Thả lỏng tay của mình ra. Lên hai tay lên cao, hít vào một lần nữa, hai tay áp sát tai. Hạ xuống thở nào của chú anh chị. Chung đầu gối, bụng áp sát vào. Chung nhẹ đầu gối của mình lại, bụng áp sát vào. Rồi duỗi lưng nâng cằm lên. Hạ cằm xuống nào. Rút chân trái của mình ra sau một lần nữa, hạ đầu gối xuống. Hai tay đặt lên đầu gối. Duỗi thẳng lưng nâng cằm, giữ đây 5 nhịp thở nha. Rồi hạ xuống thở. Rút chân phải ra sau nào. Để mông cao lên. Rút chân trái vào giữa hai tay. Hạ đầu gối chân phải xuống. Rồi tay mình đặt lên đầu gối, ấn cấp háng xuống, giữ đây 5 nhịp thở nào cô chú anh chị. Rồi chậm rãi hai tay của mình hạ xuống, rút chân phải về giữa hai tay. Thả lỏng lưng, hạ đầu xuống. Lên hít vào nào, hai tay áp sát tai. Rồi hạ xuống thở ra. Mình rút chân phải của mình ra phía sau tối đa nào của chú anh chị. Xoay người.
Rồi hạ người xuống, thở ra, duỗi thẳng lưng ra nào. Mình xoay ngang như vậy nha cô chú anh chị. Đó, xoay ngang, thẳng lưng, nâng cằm. Cô chú anh chị thấy rõ ha. Rồi ổn xe lại một lần nữa. Rồi tay trái của mình nắm lấy cổ chân phải nào. Rồi gặp người về chân phải nào. Gặp cái bụng mình áp sát vào. Rồi đổi bên nào. Lên hít vào. Thở mình gặp sang đùi trái. Tay phải mình đặt dưới sàn cũng được ha. Tay trái đặt lên cổ chân. Nó căng hết toàn bộ cái đùi của mình, mông luôn ha. Mông của mình nó được kéo căng nè. Cô chú nè, hạ cái vai phải của mình xuống, kéo căng qua. Lên hít vào một lần nữa, duỗi thẳng lưng. Rồi một lần nữa, sang trái nha, sang phải. Tay phải của mình đặt lên nè. Đúng rồi, hạ vai của mình xuống tí xíu, bụng áp sát vào đùi. Giữ đây 5 nhịp thở nào. Lên hít vào duỗi thẳng lưng nào. Sang trái một lần nữa. Đúng rồi. Rồi lên hít vào nào cô chú anh chị. Chậm rãi mình nghiêng sang phải nào. Nghiêng sang phải. Nghiêng sang phải. Chung đầu gối phải của mình xuống, hạ khớp háng xuống. Rút mũi chân trái lên chân nhà càng tốt ha. Giữ ở đây. Nhấn nhẹ khớp háng của mình. Lên hít vào một lần nữa cô chú anh chị. Thẳng lưng ra. Đổi bên thở. Nó sẽ căng hết toàn bộ phần khớp háng của mình ra. Duỗi thẳng lưng nha. Lên hít vào một lần nữa. Duỗi thẳng lưng. Chuyển sang phải nào. Cuối cùng lên hít vào. Duỗi thẳng lưng. Chuyển sang trái thở. Lên hít vào nào của chú anh chị. Rồi mình hạ đầu gối trái của mình xuống. Rồi mình xoay người sang phải nào của chú anh chị. Ok ha. Rồi từ mình đưa chân phải của mình sang trái. Mình hạ đùi xuống. Hai tay hạ xuống. Bụng áp sát mình. Áp sát vào. Thả lỏng lưng của mình ra. Đúng rồi, cảm thấy dễ chịu nhất có thể mình lắc nhẹ hai cái hông của mình qua lại để sao cho nó giãn mềm cái phần khớp hông của mình ra để nó xuống nó dễ, nó không bị đau. Nếu mình cảm thấy cái phần đầu gối này căng quá, đau quá, mình nhả ra, mình nâng người lên chút xíu nha cô chú anh chị. Ha, chỗ nào đau thì mình sẽ dừng lại. Thả lỏng nào. Giữ đây 5 nhịp thở nha. Rồi lên hít vào nào. Đúng rồi, lên hít vào. Rồi mình đổi chân nào, đổi chân sang đây. Đó, mình xoay người lại. Chân trái co lại. Chân phải duỗi. Đổi chân nha cô chú chị. Đó, đổi chân sang trái. Thẳng lưng nào, nâng cằm. Mình giữ đây. Năm nhịp thở nha, thoải mái và thư giãn ha. Lúc nào mình cũng phải tươi tắn, thoải mái. Rồi lên hít vào nào một lần nữa cô chú anh chị. Rồi duỗi thẳng hai chân của mình về trước. Hai tay của mình lên cao hít vào, duỗi thẳng lưng, hai tay áp sát tay. Rút mũi chân lên trần nhà, duỗi thẳng lưng của mình thẳng lên. Rồi gặp người về trước, hai tay nắm lấy mũi chân. Co nhẹ đầu gối, bụng áp sát lại. Nâng cằm. Mình không nắm được không sao nha cô chú chị. Đó, mình duỗi thẳng lưng ra cho nó kéo giãn cái phần cơ lưng của mình ra. Không có cuộn lưng như vậy nha. Ha, mình không nắm được không sao, nhiều bạn là như vậy nè. Ha, em nắm tới được rồi, chị nắm. Nắm như vậy nè. Nó không có đúng, cái lưng của mình sẽ càng làm ngày càng sẽ càng đau. Mình phải ưu tiên duỗi thẳng lưng ra. Đó, rồi hai tay mình nắm lấy một chân, bụng áp sát nhẹ vào. Lên hít vào một lần nữa, hai tay áp sát. Thở gặp người về trước, hai tay nắm lấy mũi chân, co nhẹ đầu gối. Đúng à.
Rồi mình tới đây cũng được rồi nha, gặp tới đây là cũng tốt rồi, không gặp tới đây cũng được nha. Duỗi thẳng lưng tùy theo cơ địa của mọi người, tùy theo độ linh hoạt của mọi người. Mình tập từ từ mỗi ngày sẽ được nhiều ổn ra, sẽ xuống được sâu hơn thôi. Rồi lên hít vào nào. Lên hít. Rồi hạ xuống thở ra nào cô chú chị, hạ xuống. Rồi xoay người lại. Xoay người lại. Rồi hai tay đặt lên đầu gối. Rồi chậm rãi hai tay xoay vai đẩy ngực về trước nâng cằm. Cuộn lưng cằm chạm thở gù lưng lại. Lên hít vào nâng cằm. Cuộn lưng cằm chạm thở. Lên hít vào một lần nữa nâng cằm. Giữ thế 5 nhịp thở. Cuộn lưng cằm chạm thở nào, dưới đây. Rồi lên hít vào, hai tay lên nào, cô chú chị. Đúng rồi, tay phải của mình đặt lên đầu gối. Rồi nghiêng sang phải nào, rướn tay dài căng lên. Lên hít vào nào, cô chú chị. Nghiêng sang trái, tay trái đặt lên đầu gối. Nghiêng sang trái. Lên hít vào một lần nữa, hai tay áp sát tai. Nghiêng sang phải, tay trái đặt lên đầu gối, nghiêng sang phải, kéo căng tay. Giữ đây 5 nhịp thở. Rồi lên hít vào hai tay áp sát. Nghiêng sang trái, tay trái đặt lên đầu gối, nghiêng sang trái, giữ đây 5 nhịp thở. Rồi lên hít vào nào, hạ xuống thở ra. Rồi cô chú chị nằm xuống chỗ nha, nằm xuống ha. Nằm xuống rất đã luôn. Rồi hai chân mình xuôi ra. Rồi từ từ mình có hai chân về mông, có hai chân về mông, hai tay xuôi theo thân. Rồi chậm rãi ha, nâng mông mình nâng xương cụt lên trước, lưng đúng rồi ha, bụng nâng lên, hạ xuống thở. Nâng lên hít vào cuộn lưng nâng mông. Hạ xuống thở. Lên hít vào cuộn lưng nâng mông. Hạ xuống thở. Lên hít vào. Hạ xuống thở. Lần cuối cùng, lên hít vào. Giữ ở đây. 5 nhịp thở nha. Hạ xuống thở nào. Rồi, mình nâng một chân lên nào cô chú anh chị. Mình tập trung vào cơ bụng của mình nhiều hơn chút xíu nha cô chú anh chị. Đa số là phần lưng của mình bị yếu là do phần bụng của mình nó yếu, cơ bụng của mình không có để giữ cho cột sống lưng. Nên mình tập vào cơ bụng, hai tay của mình đưa qua đầu. Rút một chân của mình lại. Hai tay của mình nâng lên, hít vào, nâng đầu lên. Hạ xuống thở. Lên hai, hít vào. Đúng rồi, nếu mình kiểm tra bài test này, mình đo ra một gang tay đầu của mình dưới sàn, đo một gang tay, thì cơ bụng mình khỏe nha, cột sống lưng mình khỏe. Còn nếu mình nâng không lên nổi, mình chỉ nâng được tới đây thôi là bụng của mình cực kỳ yếu, thì chắc chắn là phần thắt lưng của mình cực kỳ đau. Làm 5 nhịp nha, lên hít vào. Chậm rãi thôi. Hạ xuống thở. Lên hít vào một lần nữa nào. Hạ xuống thở. Cái cùng lên hít vào. Hạ xuống thở. Ô, nó vào cơ bụng của mình nhiều quá nha. Rồi lên chân trái nào. Hai tay lên. Lên hít vào. Hạ xuống thở. Lên hít vào. Hạ xuống thở. Lên hít vào. Hạ xuống thở. Lần cuối cùng nào.
Lên hít vào, mình giữ đây. Hạ xuống thở. Thôi. Thôi chậm rãi, chân phải của mình gác lên bắt đùi chân trái nào. Tay trái hai tay đã ôm đầu gối của mình, đưa về bụng nào. Giữ đây 5 nhịp thở. Nó sẽ kéo căng toàn bộ phần đùi phải của mình. Ha, dây thần kinh tọa bên phải ha. Giãn mềm ra, nó giải căng stress ra. Rồi đổi bên nào, chân trái gác lên. Hai tay đang ôm đầu gối. Giữ đây 5 nhịp thở. Rồi đổi bên nào. Rồi chân phải mình nâng lên, hai tay nắm lấy chân. Ha, cô chú anh chị không nắm được thì mình dùng khăn, dùng dây mình quàng ra, nắm lấy. Nó kéo căng ra. Giữ đây 5 nhịp thở. Rồi mình nắm tay trái, nắm đưa sang phải, trái nào của chú, cầm hướng tay vai phải. Giữ ở đây. Nó căng hết ha, kéo căng hết cái đùi bên phải của mình. Ai mà đau thần kinh tọa là tập tư thế này cực kỳ sướng. Rồi lên hít vào. Mở sang phải nào. Cầm hướng tay vai trái, mở xuống luôn nghe của chú anh chị. Giữ 5 nhịp thở. Rồi trở về nào. Chân trái nâng lên. Hai tay nắm lấy chân trái nào, kéo căng nào. Giữ đây 5 nhịp thở. Rồi đưa sang phải nào. Kéo căng, giữ đây. Rồi lên hít vào nào cô chú anh chị. Đổi chân sang trái nào. Cầm hướng tay vai phải. Rồi nâng lên hít vào nào cô chú anh chị. Hai tay của mình ha, nắm lấy hai bàn chân, mở rộng sang hai bên. Ấn cấp háng của mình, ấn đầu gối xuống. Cảm thấy dễ chịu lắm nha. Rồi hạ xuống thở. Rồi hai tay đầu gối co về bụng nào. Mình xoay tròn đầu gối vòng tròn. Xoay một vòng. Để massage thắt lưng của mình nha cô chú anh chị. 10 nhịp thở nha. Xoay vòng tròn. Xoay hết vòng tròn luôn. Đúng rồi, cảm nhận cái phần thắt lưng của mình á. Nó dễ chịu, dễ sợ luôn nha. À, rồi đổi bên nào. Rồi hạ xuống thở ra nào. Rồi mình nghiêng người sang trái, nâng người lên luôn nào. Hai tay của mình ha, nhẹ nhàng đặt lên đầu gối. Rồi chậm rãi hít một hơi thật sâu, bụng căng tối đa. Thở ra rút rốn, bụng hóp chặt lại. Và bài tập ngày số 3 hôm nay đến đây là kết thúc. Và chúng ta chuẩn bị tiếp tục bài tập ngày số 4 nha cô chú anh chị. Và cô chú anh chị nên nhớ là mình hãy ghi lại ở phía dưới là dưới bình luận ngày, tháng mình tập, địa điểm và cảm nhận mình tập như thế nào qua bài tập này. Có những vấn đề gì thắc mắc hoặc là mình cảm thấy có dễ chịu hơn không, hoặc là đau ở chỗ nào, để công ơn tối ưu hơn nữa bài tập đến cho cô chú anh chị một ngày tốt hơn. Và cô chú anh chị cũng đừng quên là hãy đăng ký vào nút subscribe, kế bên là chuông. Mình thấy ở bất cứ nền tảng nào, hãy ủng hộ công ơn bằng một nút
apply nhé, hoặc là nút subscribe, follow kênh của Uẩn nhé, để tạo động lực cho Uẩn có những video tiếp theo. Và cô chú anh chị nên nhớ là khi mình tập mình cảm thấy tốt, cơ thể mình phục hồi tốt hơn, thì hãy chia sẻ những video này tới những người thân và những người xung quanh của mình cùng tập luyện để nâng cao sức khỏe. Và cô chú anh chị đừng quên, ở dưới phần mô tả, ở dưới video, Uẩn có những cái món quà tặng riêng cho cô chú anh chị. Đó là những bộ video 7 ngày chữa đau mỏi cổ vai gáy, 7 ngày phần chữa đau lưng, tắc vị địa đệm, và những video dành cho giảm cân. Cô chú anh chị hãy mở những món quà ra và mình cùng tập luyện với công Uẩn nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị ở video tiếp theo. Namaste.